Rồi em hỏi cái combo trắng bạch giá bao nhiêu ha, thì hôm nay sẵn chị soạn combo cho khách và chị sẽ cho em cái combo này luôn, nó xịn sò hơn là cái combo mà em hỏi, giá nó rẻ hơn cái combo mà em hỏi nha. Combo này là trong cái giỏ là chỉ có 716 cành thôi nha mọi người nha. Combo này là combo VIP Bạch Tạng Pro nhà em Liên, được khách đi mua lại rất là nhiều lần luôn và xài rất là có hiệu quả, dành cho da ngăm đen chai lì, da mỏng da yếu không sử dụng nha, khử thâm khử da vàng cực kỳ ok nha mọi người nha. Ở đây em Liên sử dụng cho mọi người, cho mấy chị là mỗi mỗi loại một hộp như thế này, vết hồng AC ha. Đó, vết hồng, vết đỏ AC, xù cam, dứa nè, sâm vàng ha, UB, mỗi loại một phôi như thế này cho em Liên nha, một Thanh Hiền, một Việt Lan, và trong đây có một cái hũ Bromina xanh. Hũ này thì giá nó hơi cao, nó có thành phần sâm, nó giúp mình là khử thâm khử da vàng, dưỡng trắng cực kỳ ok ha mọi người ha. Rồi và cái combo này nó cũng có dầu vàng cho chị em nhà mình, dạng cốt ủ dầu vàng luôn. Chị em nhà mình thích đặc lỏng thì mấy chị có thể pha theo ý thích của mình nha. Em phối cho mình một cái hũ bóp 20g ha, một hộp nhật vàng và một hộp nhật đỏ. Trong đây nó cũng có thêm cho mình một cái hũ dưỡng vitamin E để giúp cân bằng công thức của mình, không có mạnh quá nha mọi người nha. Đó, đây mena hồng và một hộp van, mỗi loại một hộp cho em Liên, một én clo và một hũ BNL. Lưu ý BNL này cho em nhà mình chỉ pha một tí xíu dùm cho em để nó giúp quá trình thúc đẩy tăng cái độ trắng trong kem và khử da vàng cho chị em nhà mình, chứ không có sử dụng hết nha mọi người nha, chỉ bỏ một tí xíu thôi. Một cái hũ này sử dụng được cho tầm khoảng 6 combo như thế này nha mọi người nha. Và trong đây nó có thêm cho mình một cái hũ vitamin và một cái hũ khử thâm nữa để giúp nhanh khử cái da vàng cho chị em nhà mình ok hơn. Combo này xài cực kỳ im luôn, cho em nhà mình thích đặt hay lắm là do mấy chị bảo dưỡng ít hay nhiều cho em. Nguyên liệu về tự trộn thì em sẽ có ghi cái hướng dẫn cách pha trộn phía sau cái bill cho chị, phía sau cái tờ giấy cho chị em nhà mình ha. Nhận hàng là sẽ có cái cách pha trộn phía sau như thế này cho mấy chị. Rồi ha, em có mua thì cứ nhắn vô trong cái giỏ mua giùm chị nha.